Vâng, xin mến chào tất cả bác nha. Em Hiền, Cao Hiền Audio xin lên cho các bác một cấu hình âm thanh VIP dành cho những phòng khách lớn, dành cho những phòng khách vừa phải. Và tất cả các bác, anh em ai là dân chơi âm thanh, kể cả các bác nghe nhạc non top, các bác hát karaoke, các bác nghe bolero, nghe cực ngọt luôn. Và cấu hình ngày hôm nay bao gồm có một con đẩy 4 kênh thương hiệu GTS. Đấy, công suất max có thể lên đến tầm khoảng 5.200W. Một con vang số Eric, một thương hiệu đến từ Mỹ. Một con quản lý nguồn, đấy, GTS 2 cấp độ lọc nguồn và một bộ micro AKG US99. Bao gồm có một cặp súp ETC, đấy, bát neo 18 cộng các bác nhá. Đây, bát neo 18 cộng ETC. Anh em ai biết về con này các bác biết này, thương hiệu đến từ USA. Một cặp loa Fito, một thương hiệu đến từ Italia. Cặp này của nó giá mới tầm khoảng 65 cho đến 67 triệu. Và một cấu hình âm thanh như thế này các bác ạ, đẳng cấp luôn. Đấy, chấp hết tất cả các loại gió mùa, các bác có thể sử dụng đi làm những show sự kiện nhỏ. Đấy, các bác có thể đi làm kẹo kéo hoặc là các bác có thể hát karaoke gia đình. Phòng khách tầm khoảng 150m đánh rung nhà luôn các bác nhá. Đấy, còn phòng các bác mà sử dụng ở trong những không gian 20-30m, 40-50m thì không khác gì gãi ngứa luôn các bác ạ. Đầu tiên thì em Hiền sẽ test cho các bác một hai câu micro để các bác nghe thế này. Đấy, với một cái cấu hình setup nó ngọt ngào, nó chất lượng thì bao giờ vấn đề hú rít của nó phải là cũng là một cái vấn đề cực kỳ nan giải mà tất cả các bác chúng ta đang quan tâm. Này, 6 7 1 2 6 7 8 9 10. Này, micro đây các bác nhá. Này, thấy chưa, quá đẳng cấp, quá đạt luôn các bác ạ. Thật sự cấu hình âm thanh này của nó phải dùng hai từ là vô đối luôn. Đấy, loa phai tổ bát neo chép neo made in Italia. Đấy, thùng của nó thùng đổi màu các bác nhá. Con này của nó thùng cực kỳ độc dị luôn. Tức là ở Việt Nam các bác cảm giác là chưa bao giờ gặp một cặp loa nào thùng của nó đổi màu. Ban tối thì là màu đen, ban ngày của nó là ánh xanh. Đấy, còn khi đấy, mà có một cái ánh sáng nó chiếu vào thì thùng của nó là ngả màu tím các bác. Thùng đổi màu, bát neo chép neo zin 100%, loa ETC zin 100%. 6 7 1 2 6 7. Alo. Tiếng quá ngọt luôn. Và bây giờ thì em Hiền xin phép test một đoạn nhạc mạnh để tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. Đấy, anh em ai có tai nghe xịn các bác đeo vào để cảm nhận thấy cặp loa Fito này nó đánh đấm ra là làm sao. Đấy, và với một cái không gian phòng của em chỉ tầm khoảng 20m2 và nó có kính xung quanh các bác nhá, không có tiêu âm, cho nên cái chất lượng âm thanh nó sẽ không thể nào đạt được như chúng ta sử dụng ở trong phòng hát đấy, hoặc là phòng karaoke của các bác. Nhưng đấy, các bác sẽ cảm nhận thấy là cái độ uy lực của nó dã man luôn. Test một đoạn nhạc mạnh em ơi. Chưa rồi, em Hiền xin phép test một đoạn thôi và mở một đoạn nhạc nhẹ để tất cả các bác chúng ta nghe cái độ rắc rách này, cái độ ngọt ngào này. Các bác mua thì em bán đó luôn cho các bác nhá. Các bạn ngọt ngào. Đấy. Đầu tiên thì em Hiền xin giới thiệu cho tất cả các bác đó chính là một cặp loa Fito. Đấy các bạn nhá. Một cặp loa Fito. Đấy, con này của nó là made in Italia này, bát neo nam châm vĩnh cửu, made in Italy. Đấy, con này của nó công suất max có thể đạt cho các bác lên đến 1200W ở ngưỡng 8 ohm các bác nhá. Thì đối với con này các bác nhìn thấy này. Bát tép Fito. Đấy, con này của nó dòng đòi cao thì nhẹ của nó là nhẹ đen các bác nhá. Nhẹ của nó nhẹ đen cho nên cái áp lực của nó chịu đựng được lên đến tầm khoảng 1.200 là cái câu chuyện nó quá bình thường luôn. Đây, tất cả gân của nó này các bác nhìn thấy không, gân của nó là gân ba luống. Đây, keo của nó là keo màu hồng các bác nhá, tất cả là zin đét 100%. Hàng này của nó là hàng tháo phòng hát các bác ạ, tháo phòng hát cho nên là nó còn cực kỳ là zin, cực kỳ là đẹp luôn. Và con này của nó thì các bác có thể nhìn thấy là thùng của nó là thùng đổi màu nhá. Bình thường nếu mà không có ánh sáng thì nó là thùng màu đen, còn nếu như mà có ánh sáng đấy, thùng của nó sẽ chuyển sang kim sa ánh xanh.
À, còn nếu như mà ánh sáng vừa phải thì nó trở thành một cái thùng đấy, có một cái màu đen ngả xanh đấy, người ta gọi là thùng kim cương ấy, nhưng mà nói một cái câu là thùng đổi màu thì đúng hơn. Và các bác có thể nhìn cái phần tần của nó này, trời ơi phần tần của nó này các bác nhìn này, tất cả từ cái linh kiện từ cái đồ nghề của nó cực kỳ là đẳng cấp. Và cho các bác xem qua một cái chép của nó để các bác cảm nhận thấy cái độ chất và cái độ chuẩn của nó như thế nào. À, chép của nó chép hai tổ xịt được các bác nhá. Một mình con chép này của nó đã đạt cho các bác là cái công suất của nó là 120W ở ngưỡng 8 ohm rồi. Tất cả là made in Italia hết. Họng của nó là họng gang các bác. Họng của nó là họng gang. Đây, và nam châm từ Vĩnh Cửu này. Đấy, đây là nam châm Nitalium các bác nhá. Và con này của nó là neo, đấy, neo Vĩnh Cửu. Tức là cái từ trường của những cái dòng từ thường thì nó sẽ có thời hạn sử dụng nếu các bác sử dụng nhiều. Còn những cái từ này thì gần như là các bác sử dụng 100 năm, thậm chí là hơn, nó không bao giờ bị suy hao. Đó chính là cái công nghệ đỉnh cao của Phyto, nó là như vậy các bác. À, và con này thì các bác có thể nhìn thấy đâu ạ. Đấy, phân tần của nó thì đẹp, xuất sắc rồi. Đấy, thùng vách đẹp xuất sắc mà các bác có thể nhìn thấy đây. Con này của nó là thùng dạng là thùng cân các bác nhá. Và ở phía đằng sau thì nó hơi vát một cái góc này để các bác có thể thích làm monitor. Thùng vách của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Và với con này thì tất cả các bác anh em ai mà biết về thùng vách đấy, cũng như là mọi thứ của con này thì nó quá đã luôn các bác ạ. Đây, từ cái e căng của nó các bác nhìn này, làm rất chắc chắn luôn, e căng nó cứng lắm các bác ạ. Đấy, tất cả đều có ốc vít bắt trực tiếp vào trong này. Đấy nhá. Đấy, chỗ này là bẩn các bác nhá. Đấy, có ốc giá treo này, và cho các bác xem qua phía sau của nó đây. Con này của nó là con Phyto VKA Pro Audio VKBT12 các bác nhá. Công suất hoạt động của nó là ở ngưỡng 8 ohm này, trở kháng 8 ohm này. Đấy, tần số hoạt động của nó từ 50Hz cho đến 20. Thì con này của nó các bác đánh độc lập là rất là ok. Đấy, tức là các bác chỉ cần một cặp full này các bác đánh phòng 30-50m. Đấy, là vẫn là tung giỏi rồi. Tiếng cực kỳ là sáng, bởi vì cái chép của Neo Phyto là cái chép là chạy theo kiểu ma trận các bạn. Cho nên là cái tiếng chép của nó rất sáng nhưng không bao giờ bị chói tai. 50Hz cho đến 20K. Đấy, công suất hoạt động của nó là 800W. Max của nó có thể lên đến 1200 các bác nhá. Đấy, và độ nhạy của nó là 100 dB cộng trừ 10, tức là có thể lên đến tầm khoảng 110 dB. Con này của nó là do hãng Brightech Technology, tức là con này của nó là do hãng Brightech người ta sản xuất và lắp ráp. Đấy, VKA tất cả bát chép phân tần Phyto xịn, thùng vách của nó là thùng vách đổi màu cực kỳ là đẹp, thùng chống nước, màng chống nước, e căng của nó thì đẹp vô đối luôn các bác nhá. Hiện tại bây giờ cặp loa này em đang bán cho tất cả các bác này với mức giá này rẻ hơn thị trường thấp nhất là từ 3 để chuyển đến 5 triệu. Một số bác cũng kiếm được cái là dòng loa như thế này. Đấy, đẹp như thế này. Đấy, thùng vách của nó là nguyên zin, không phải sơn tuốt lại, đẹp mút chỉ. Thì em thấy có một số bác đang bán ra với cái mức giá tầm khoảng 17, 18 triệu. Nhưng con này em chỉ để cho bác với giá là 13 triệu 800 nghìn đồng con này thôi. 13 triệu 800. Đấy, các bác nhá. Và tiếp tục này, em sẽ giới thiệu đến con ETC, một cái thương hiệu súp bát 30 cực kỳ gọn gàng của Mỹ. Đấy. Con này còn là con súp ETC, model của nó là súp B12 các bác nhá. Đấy, con này còn là USA này, made in by TC này. Đấy, con này của nó cũng sướng luôn bởi vì của nó đang sử dụng một cái dòng bát neo. Đấy, các bác nhìn thấy nam châm Vĩnh Cửu nó nằm ở trong nhá. Bát neo rất nhẹ nhàng, con này của nó thì đánh cũng rất là sướng luôn. Đấy, màng của nó là có một lớp màng chống nước này. Đấy, thương hiệu những cái hàng hãng xịn của Mỹ thì các bác biết rồi. Đây là kể cả từ màng của RCF đó, nhìn đây này. Màng RCF xịn này, đấy, CIF chứ. Màng của CIF xịn này, thấy chưa? Đấy, nó đều có một cái lớp keo, đây là cái lớp keo bảo dưỡng màng và lớp keo chống nước của nhà máy các bác nhá. Từ gần này, tất cả vẫn còn xịn. Bát neo Nitalium này, thấy chưa? Đấy, con này của nó thì đánh cứ rất sướng luôn. Nó rất là lực và rất nhẹ nhàng, êm ái. Đối với con súp ETC này, hiện tại bây giờ em đang để cho bác với giá chỉ có 3 triệu tư một quả thôi. Ai thích lấy một mình súp, bán súp. Ai thích lấy một mình loa, bán loa. Đấy, 3 triệu tư một quả bao ship. Ai lấy một đôi hoặc là các bác lấy cả combo báo luôn cho em Hiền, được chưa? Đấy, 3 triệu 400 nghìn đồng. Đây là con súp nhá. Đấy, và tiếp tục là quay trở lại với con đẩy ETC này. À, con đẩy GTS này. Con đẩy GTS này thì công suất của nó có thể đạt cho các bác là max là 1300W một kênh nhá. Hoạt động liên tục là 850. Một kênh của nó có thể vả cho các bác là tầm khoảng một cặp loa full 30 hoặc một cặp full 40 luôn. Mạch lăn hát dòng máy 4 vỉ. Phân định luôn vỉ công suất ở bên trên, bên này là 2 vỉ. Vỉ công suất bên dưới, bên trên, con này 2 vỉ là 4 vỉ. 4 vỉ công suất mỗi vỉ của nó là có thể đạt cho các bác tầm khoảng từ 850 cho đến 1300W trên một kênh.
Tức là con này của nó chấp hết các loại dàn loa luôn. Đây, hệ thống này, lọc nguồn này, dơ le bảo vệ nguồn riêng này, hệ thống vỉ mạch riêng này. Mỗi bên của nó là hai bên là đi 20 tụ, biến áp của nó thì như cái nồi cơm điện luôn các bác nhá. Đấy, con này của nó đánh rất là mạnh mẽ, rất uy lực luôn, tiếng sáng, mạch cả lát hát. Đấy, con này em đang để cho bác này, hàng cực kỳ lướt của hãng GTS. Với mức giá chỉ có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Đây, cho các bác xem qua đây. Đấy, đây là GTS các bác nhá. GTS là TK này, 4850. Với cái mã của nó 4850 GTS, mặt phay nhôm cực kỳ đẹp. Con này của nó là hàng do Đài Loan sản xuất và xuất châu Âu các bác nhá. Đấy, mã số 3, 6 triệu rưỡi. Đấy. Còn quanh đây thì các bác có thể nhìn thấy là một con quản lý nguồn này, GTS P802 này có hệ thống hai cấp độ lọc nguồn. Đấy, một con vang Eric K10, nó là con X5, đấy, chip analog của Mỹ. Và một bộ micro AKG, giá mới của nó cũng dao động cỡ tầm khoảng 16-17 triệu một bộ. Đấy, con này chạy côn Hackman nhá. Đó, và tổng cả bộ như thế này thì anh em ai lấy đẩy, đó nhá. Tổng cả bộ như thế này anh em ai lấy đẩy thì có giá đẩy, ai lấy súp thì có giá súp, ai lấy loa VKA đấy, của Vital thì có giá của nó luôn. Và tổng cả combo này, anh em ai lấy lẻ thì chơi lẻ, còn ai lấy cả bộ em để cho bác với giá chỉ có 35 triệu thôi. 35 triệu bao vận chuyển toàn quốc, bao dây dọ đầy đủ, bao zin, bao test, bao ngon và bao uy lực luôn. Đấy. Và các bác cũng luôn luôn ghi nhớ giúp em Hiền một câu rằng tiền nào của đó thôi. Và với giá cả một con bo như thế này, chưa bằng nửa tiền một cặp loa Vital này nếu các bác mua mới nha. Cặp này thì em nói thật các bác là mới đến tầm khoảng 85-90% luôn. Con này của nó thì em nói luôn cho các bác là tất cả thùng bách. Đấy, khi nó sơn lại thì nó sẽ không còn đẹp được như thế này các bác ạ. Đây là tất cả là thùng vách của nó là zin. Đấy, bởi vì những dòng loa đắt tiền thì em mang về đến Việt Nam mà nó nâng niu, nó chiều chuộng, nó giữ gìn lắm các bác. Không có chuyện là quăng quật, là xước sát, là mang này sơn tuốt lại linh tinh đâu. Con này của nó là zin, thùng vách của con súp cũng zin. Đấy, thùng vách của loa cũng zin. Anh em ai lấy loa Vital 13.800.000 bao vận chuyển. Súp, đấy, anh em ai lấy một chiếc là 3.4 triệu, một đôi là có bớt cho các bác một chút. Đẩy này, đấy, cả combo anh em ai cảm thấy sướng, cảm thấy đã, các bác có thể ủng hộ em Hiền một sản phẩm hoặc một bộ. Đấy, trên video ngày hôm nay thì em Hiền cũng đã giới thiệu rất là chi tiết, cụ thể, rõ ràng rồi. Cấu hình combo bao gồm một mic AKG, một quản lý nguồn GTS, một vang Eric K10 và một con đẩy 4 kênh GTS. Đấy. Và hai cặp loa một súp một phun, anh em ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này. Nếu cảm thấy chất, nếu cảm thấy ok, tặng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh nha các bác. Xin chào.